Tại buổi tọa đàm, Đức Gain Wang Dropa đã chia sẻ những điều ông tâm đắc nhất và ý nghĩa của hành trình đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống, làm thế nào để có được hạnh phúc làm sao để thành công trong cuộc sống. Trong tủ sách Sống Hạnh Phúc có rất nhiều cuốn sách của ông được dịch và giới thiệu tới công chúng như Hạnh Phúc Tại Tâm, Sức Mạnh Tình Yêu Thương, mỗi cuốn sách trong tủ sách sống hạnh phúc được xem là pho tri thức quý giá, là sự khai mở về trí tuệ, tâm hồn để con người tìm thấy giải pháp cho các vấn đề khó khăn trong cuộc sống của bản thân. Tủ sách còn là nơi giúp mỗi người tìm thấy sự bình an và hạnh phúc nội tại, cân bằng lợi ích, hạnh phúc của bản thân với cộng đồng xung quanh để từ đó mỗi người đạt được đời sống khỏe khoắn lành mạnh về tinh thần trước rất nhiều áp lực căng thẳng của ngày hôm nay